Đây là các Valencia rồi. Người ta đứng ở đây để người ta quyên tiền để phục, để giúp đỡ những người lính nha các bạn nhé. Đấy, giúp đỡ những người lính. Đấy, và giúp đỡ những cái người ở những cái thành phố mà đang bị chiến tranh đấy. Rất là có. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Михаил. Михаил. А вы тут волонтеры, да, занимаетесь? Да. Собирает такой деньги для помогает военные, да? Да, військовій частині А0532. Да. Так. А вы каждый день тут работаете и потом еще другое место или только тут? Ні, ну як, не каждый день, збираємо. Забирає, да? Да, нам лист приходить з військової частини, і ми збираємо по листу, що їм потрібно. А ви живете тут же, Київ живете? Или... З Харківської області. А, ви Харківського? Ого! Харков, это, я помню, это был год назад, это там страшно, это было... Там еще же. Да, стрела, это ракеты, бомба, да. А тогда ты был, ты его видел, слышал? Конечно, был. Страшно? Ну, поначалу, да. Да? Да. А там это много людей, потом побежденное, да? Ну, побежденное, это уходит. А, вот текали? Да. Ну, люди. Люди уходят, выезжают, да? Да? Да. За граница и запасная Украина, да? Так. Ну, спасибо большое. Желательно вы работаете, помогаете солдаты. Да, да. До свидания. Слава Украине. Слава Украине. Вот так. Я vừa ấy phỏng vấn một cái anh bạn, anh ấy là người lính nhưng bây giờ anh ấy bị thương, bây giờ anh ấy chuyển sang làm tình nguyện viên, chuyên đi quyên tiền với lại làm những cái công tác thiện nguyện đấy để giúp đỡ quân đội đấy. Thì đây bây giờ mình đang có mặt ở đây, mình đang có mặt ở quảng trường Maidan nhé, của thủ đô Kiev, Ukraine nhé. Đây mình đang có mặt, mình đang có mặt ở quảng trường Maidan. Đây. Thì bây giờ đang là 11 giờ trưa nhé, thời tiết là 24 độ, thời tiết rất là đẹp các bạn nhé. Thời tiết rất là đẹp, 24 độ, nắng nhẹ. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Trong cái tháng 8 này, Ukraine sẽ kỷ niệm rất nhiều những cái ngày lễ quan trọng nhé. Chẳng hạn như là ngày quốc khánh, ngày độc lập, rồi là ngày một số những cái ngày nữa về bên bên tôn giáo nhé. Là cũng kỷ niệm trong cái tháng 8 này. Thì bây giờ mình sẽ quay toàn bộ cái quảng cảnh cái quảng trường Maidan trong cái thời gian chiến tranh này cho các bạn xem nhé. Có rất nhiều những cái sự kiện xảy ra ở trên cái quảng trường này. Và bây giờ mình bắt đầu từ cái chỗ này nhé. Thì đây trước mắt các bạn, đấy, trước mắt các bạn thì các bạn nhìn thấy đấy, đây là một cái rừng cờ, các bạn nhìn thấy không? Đó, một cái rừng cờ Ukraine ở đây. Đó. Đấy, thì là mỗi một khách du lịch đến đây đấy, thường thường người ta có cái lòng hảo tâm đấy, thì là người ta sẽ mua một cái cờ này nhé. Thì ở xung quanh đây các bạn nhìn này, rất nhiều những cái tình nguyện viên đấy, người bán những cái cờ và những cái giải ruy băng như này nhé. Thì khách du lịch đến đây thì thường những cái người mà yêu quý đất nước Ukraine và có lòng với đất nước Ukraine ấy, thì người ta sẽ mua một cái giải băng đó hoặc là một cái cờ đó nhé. Và tiền thì không nhất thiết các bạn muốn đưa bao nhiêu cũng được nhé, tùy theo hảo tâm nhé. Ai có nhiều thì đưa nhiều, ai có ít thì đưa ít, tùy theo hảo tâm. Đấy, và sau đó thì cái lá cờ đó thì các bạn có thể cầm về để làm kỷ niệm, hoặc có thể các bạn sẽ cắm cái lá cờ đó vào cái rừng cờ này để làm một cái hành động như là tưởng nhớ đến những cái chiến sĩ đã hy sinh trong cái cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc này nhá. Đây mình quay này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ở giữa cái rừng cờ này người ta để những cái chân dung những cái liệt sĩ nhá, những cái anh hùng mà đã chiến đấu và đã hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đấy. Đấy, chiến sĩ còn rất là trẻ. Đấy. Rất là nhiều các bạn, hầu như là ai đến đây hầu như là cũng thể hiện cái hành động đó các bạn nhé. Và cả hoa tươi nữa đây. Đấy, các bạn nhìn hoa tươi này. Đấy, hoa tươi người ta cũng để ở đây. Đấy, và cái gì? Và những cái đèn nến này nhá. Những cái đèn nến này thì là những cái ngọn nến thì sẽ là người ta sẽ thắp lên vào ban đêm nhá. Đấy.
Thì trong này các bạn nhìn thấy có ba cái loại màu cờ khác nhau nhé các bạn nhé. Có ba cái loại màu cờ khác nhau. Thì cái màu cờ màu vàng ấy thì là của những cái người gọi là của một cái đảng tổ chức hay là một cái đảng của thành phố Mariupol nhé. Đấy, tưởng nhớ Mariupol năm 2022 nhé. Đấy, còn cái màu cờ đỏ mà đen này, hai màu này ở giữa cũng có quốc huy của Ukraine này ấy, là của cái đảng gọi là đảng cánh tả nhé. Thì cái đảng cánh tả này ấy, theo mình nghĩ là nó phát triển rất mạnh ở trên miền Tây nhé các bạn nhé. Đấy, cái đảng cánh tả này thì nó cũng hoạt động rất là mạnh và cũng có tiếng nói ở trong quốc hội của Ukraine. Đấy, và cũng đã hoạt rất nhiều những hoạt động để mà gọi là đấu tranh để mà vì Ukraine nhé. Đấy, thì đây các bạn xem đây. Rất là nhiều đó đây khách du lịch, mình đi tiếp nhé. Đấy, các bạn nhìn đấy, cái rừng cờ rất là nhiều. À, các bạn nhìn thấy cái màu cờ đỏ đỏ kia chưa, mà có cái dấu thập ở giữa đấy, đấy là của những cái người lính tình nguyện Georgia đấy. Đấy, thì những cái người dân Georgia ở đây người ta gắm cái cờ đấy, thì trong cái lính tình nguyện của người Georgia này cũng có những người bị hy sinh nhá, cho nên là đây là các bạn nhìn này, đấy cái ảnh nhỏ nhỏ ở giữa kia, đấy là một người lính tình nguyện nhá, người Georgia ấy, tên là Edise Kvarankheli nhá, và sinh năm 1978 và mất năm 2022 ở thành phố Bakhmut nhá. Thì đấy anh ấy là người đây mình sẽ quay cận cảnh để các bạn xem nhé. Đây đấy, các bạn nhìn thấy chưa đó, thì đây là anh lính này là người Georgia và hy sinh ở trong cái trận đánh ở thành phố Bakhmut năm 2022 nhé. Đấy, thì anh là người Georgia. Đấy, chính vì thế mà các bạn nhìn thấy này, đấy ở giữa kia có một cái khu rừng cờ là toàn cờ Georgia nhé, tức là người ta những cái người Georgia người ta sống ở đây, hoặc là kể cả những người Ukraine hiểu không, thì người ta cũng mua cái cờ để cắm ở đây để tỏ cái lòng gọi là tưởng nhớ đến anh ấy nhé, để tưởng nhớ đến những người lính gọi là tình nguyện Georgia đã chiến đấu vì Ukraine và đã hy sinh nhé. Đấy, rất là nhiều đấy. Thì trên này đấy, cái điểm nhấn trung tâm của cái quảng trường Maidan này ấy, đây thì cái chỗ này nó mới làm nha các bạn nhé, còn trước đây là chưa có đâu. Đây cái biểu tượng Yalublu này, Ukraina Nu này, đây cái này là mới làm nhá. Đấy, cái biểu tượng này thì theo mình nghĩ thì là bây giờ là mỗi thành phố nó đều làm cái biểu tượng này, nó đều có cái hình trái tim màu đỏ cái nhá, rất là để biểu tượng gọi là cái tình yêu. Thì cái này mình thấy cũng hay, và mình đi sang châu Âu thì mình thấy các thành phố rồi các thủ đô các thứ nó cũng đều làm cái biểu tượng này, và đều có lồng cái trái tim màu đỏ kia là cái biểu tượng nó tình yêu nhá. Đấy, thì đây đó, đấy trên một cái bồn hoa rất là đẹp. Đấy, và như các bạn đã biết thì là những điểm nhấn của cái quảng trường Maidan này đó chính là cái cột trụ, mà trên cái cột trụ kia đó chính là người phụ nữ Ukraine trong một cái trang phục truyền thống Ukraine, và dương cao trên đỉnh đầu một cái cành nguyệt quế là biểu hiện cho vinh quang và chiến thắng nha các bạn. Đó. Đấy. Đấy, thì đây là cái điểm nhấn, cái công trình gọi là điểm nhấn mà cũng là cái biểu tượng của Ukraine. Đấy, người phụ nữ trong trang phục truyền thống đứng trên cái quả cầu vàng. Đấy, và dương cao một cái cành nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng và vinh quang nhé. Đó. Thế còn ở dưới này, ở dưới chân cái cột trụ này thì bây giờ người ta đang tiến hành trưng bày một số những cái triển lãm về tranh ảnh về cuộc. Thế bây giờ là mình sẽ quay toàn cảnh, mình sẽ lia máy quay toàn cảnh cái quảng trường Maidan này cho các bạn xem nhé.
À đây này. Đấy, bên bên đằng sau mình đây. Đấy, sau cái biểu tượng của quảng trường đây thì là khách sạn Ukraine nhá. Thì khách sạn Ukraine này có từ rất từ lâu đời rồi nhá, mà xây theo cái phong cách từ cái thời gọi là Liên bang Xô Viết đấy các bạn ạ. Đó. Có từ cái thời đó, thời Liên bang Xô Viết đó. Nó rất là lâu đời. Đấy, còn bên cạnh kia đấy là cái nhà bảo tàng nhá. Đấy là một cái nhà bảo tàng ở phía trên đồi. Đấy, còn bên tây phải các bạn đây thì trước đây gọi là nhà, là cái tòa nhà công đoàn nhá. Đấy, thì cái tòa nhà công đoàn này cái thời mà Maidan xảy ra năm 2014 ấy là bị những cái người biểu tình ấy người ta đốt nhá. Không biết cái tức là giao tranh xảy ra rồi giữa một bên là bên chính phủ, một bên là những cái người biểu tình ấy, xảy ra hỏa hoạn nên là bị cháy một góc rất là nặng. Đấy, nhưng mà đấy sau bao nhiêu năm thì bây giờ người ta sửa sang lại rất là đẹp, các bạn nhìn thấy trước mắt đấy là cái tòa nhà công đoàn mà sau mà bây giờ người ta sửa lại rất là đẹp rồi nhá. Đấy, còn xung quanh đây, xung quanh quảng trường kia là tất cả những cái tòa nhà kia là đều là khách sạn hết các bạn nhé. Đấy, khách sạn. Đấy, còn cái tòa nhà to mà ở dưới ấy kia thì là đấy là rất nhiều những, ở phía dưới thì là cửa hàng, còn ở phía trên là rất nhiều những cái cơ quan hành chính ban ngành của cũng thuộc của trung ương, của chính phủ, người ta hoạt động ở đấy nhá. Đấy, thế rồi là các công ty công theo người ta thuê văn phòng đại diện ở đấy. Đấy, đấy, còn bên tiếp đến bên kia thì cũng là những cái tòa nhà gọi là biểu tượng của thủ đô nhá. Đó, rất là đẹp. Đây. Đấy. Thì đấy, các bạn nhìn xuống dưới phía trước mắt mình kia thì là các bạn đi xuống dưới đường ngầm đấy nhé, và đi lên thì đấy là metro nhé. Dưới metro là dưới ngay dưới cái gầm quảng trường này là đi xuống là đã có metro rồi các bạn nhé. Đó là metro Krasik, đấy là cái metro trung tâm. Nếu các bạn đến đây mà đi metro thì các bạn cứ đến, khi nào mà đến cái ga Krasik thì các bạn xuống và sau đó thì chuyển khốt và đi lên thì là đúng ở giữa cái quảng trường này nhá. Thì cái quảng trường Maidan này thì như các bạn biết là đây vừa rồi là người ta đã để đây để triển lãm một số những cái tranh ảnh nói về cái lịch sử rồi những cái cuộc đấu tranh tuần hành trong quá khứ nhá, nó diễn ra ở nơi cái quảng trường này. Thì chính vì thế là cái mảnh đất này cũng như cái quảng trường này là cái nơi dấu ấn mà ghi lại rất nhiều những cái dấu ấn lịch sử trong quá trình phát triển đất nước Ukraine nhé. Chính tại nơi đây đã xảy ra rất nhiều những cái cuộc đấu tranh này, những cuộc tuần hành này, những cái cuộc meeting này. Đấy, thì phải nói là về những cái thời gian cận đại gần đây nhất đấy thì là phải kể đến tức là năm 2004-2005 thì là cái cuộc cách mạng đường phố mà có tên là cuộc cách mạng Cam. Đấy, do cái thủ lĩnh là cái người cựu thủ tướng của Ukraine là thủ tướng Yulia Tymoshenko lãnh đạo. Thì cái cuộc cách mạng đó nó có cái mang cái màu sắc là cuộc cách mạng Cam, vì tất cả những cái ruy băng, những cái màu cờ, những hình ảnh đấy, cái thời đó là đều màu cam hết nhá. Như là băng rôm này, khẩu hiệu này, rồi là quần áo, rồi là màu cờ, thứ là mang màu cam, cho nên là người ta gọi cái cuộc cách mạng đó là cuộc cách mạng cam. Và cái cuộc cách mạng đó nó cũng mặc dù là nó không mang lại thành công hoàn toàn, nhưng dù sao đấy nó cũng là một cái chuyển mình của đất nước. Đấy, khi mà bắt đầu đất nước Ukraine người ta có cái ý thức hệ, người ta chuyển mình, người ta vận động theo cái đường lối văn minh dân chủ của phương Tây, của châu Âu nhé, chứ người ta không muốn duy trì đi theo tiếp cái đường lối của nước Nga Xô Viết cũ, của nước Nga cộng sản ngày xưa nữa, cho nên người ta đã chuyển mình và từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà khi mà đến cái thời điểm 2004-2005 thì bắt đầu là nó gần như là đấy là một cái lúc mà nó chín muồi đấy, thì người ta đã làm cái cuộc cách mạng đó. Và cái cuộc cách mạng đó thì nó cũng chưa giải quyết được cái gì, nhưng mà đại để là nó cũng có, tức là giải quyết được một số những cái lãnh đạo thân theo đường lối thân phương Tây, rồi là có những cái cải cách mở mang, rồi là cải cách về kinh tế, về xã hội, về chính trị nhé. Thì như cái thời đấy sau khi mà cái cuộc cách mạng
Cam xảy ra thì một số những thủ lĩnh thân phương Tây như là Yuri Yushchenko này lên làm tổng thống này, thế rồi là bà Timoshenko là lên làm thủ tướng. Đấy, thì tiếp tục đấy. Thế nhưng mà phải nói là đến năm 2014 thì cái cuộc tiếp nối của cái cuộc cách mạng Cam đó thì là mới gọi là thành công hoàn toàn, tức là lật đổ được chế độ thân Nga, tức là chế độ của ông Yanukovych đó. Đấy, thì cái năm 2014 đây thì người ta gọi là cuộc cách mạng phẩm giá nhé các bạn nhé. Thì là cuộc cách mạng phẩm giá đó thì là thủ lĩnh thì gồm có là ông Poroshenko này, đấy, ông Yatsenyuk này, thế rồi là một số những cái lãnh đạo của các đảng phái khác như là ông Klitschko này, đấy, đảng UDA này, đấy, rồi là bà Timoshenko này, đấy, vân vân, đấy, rất nhiều. Đấy, thì cái cuộc cách mạng đó là cuộc cách mạng thực chất nó là cái đỉnh điểm đấy, của những cái cuộc cách mạng từ trước lối dài đấy, cho đến năm 2014 thì là nó thành công, là lật đổ được cái chế độ thân Nga, và như thế là đất nước hoàn toàn, tức là tạo ra một cái chế độ mới, chế độ dân chủ gọi là thân phương Tây và đi theo đường lối của phương Tây nha các bạn nha. Thì sau đó thì là ông, như các bạn biết là ông Poroshenko đã được bầu lên làm tổng thống đời thứ 5 của Ukraine đó. Thì đấy, mình chỉ sơ qua như thế thì các bạn biết được là cái nơi đây, cái quảng trường Maidan này nó là cái địa điểm mà ghi lại rất nhiều những cái dấu ấn lịch sử của đất nước Ukraine từ trước đến nay, trong quá trình từ trước nữa, trước nữa đến tận bây giờ nhá. Thì đây mình các bạn lại một lần nữa các bạn xem lại đấy, toàn cảnh cái quảng trường Maidan một lần nữa nhá. Đó đây, thì hôm nay mình đang có mặt ở quảng trường Maidan, thủ đô Kiev, nước Cộng hòa Ukraine, vào tháng 8 năm 2023, nơi hiện nay là cuộc chiến tranh đang xảy ra rất là ác liệt nha các bạn nhé. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, cách đây chưa đến một tuần đâu, khi mà mình chưa đến đây ấy, thì là thành phố Kiev này đã hứng chịu những cái đợt không kích tên lửa rất là lớn của quân Nga nhé. Có những cái ngày đến mấy chục tên lửa các bạn ạ, 20-30 cái tên lửa đủ các loại, như là Kalibr này, rồi có cả Kinza này, rồi có cả những loại máy bay không người lái Shahed của Iran đấy nhá, cùng một lúc tấn công thủ đô Kiev để nhằm như thế là đè bẹp cái ý chí kiên cường của người dân Ukraine đấy. Thì như các bạn biết rồi, các bạn theo dõi cái cuộc chiến này thì các bạn biết rồi là quân Nga dùng những cái tên lửa tầm xa và bắn từ biển Caribe với biển Caspian ấy, rồi là biển Đen ấy, bắn từ xa vào nhé. Chứ còn máy bay là không dám láng váng vào bầu trời Ukraine, nó vào là bị tiêu diệt ngay. Đấy, thì đây đấy, mình đang dẫn các bạn đến một cái vết tích này. Thì các bạn biết rồi đấy, đây là những cái chướng ngại vật đấy, của người dân thủ đô Kiev người ta lập lên đấy, để xung quanh đây trước cái thời đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022 ấy, tháng 4 năm 2022 ấy, hơn một năm trước ấy, thì khi mà thủ đô Kiev bị tấn công, bị bao vây, gần như là những cái cánh quân của Nga ấy, nó đã tiến sát đến thủ đô Kiev rồi nhá, và có những cái nơi nó vào đến đầu thủ đô rồi đấy, vào đến thành phố Bucha, rồi Irpin, rồi là Borovay, là những cái thành phố vệ tinh của Kiev này, nó chỉ cách thủ đô Kiev này có 2